nghe kinh với nghe Phật quá. Không theo được, muốn đi tu rồi đó. Người nhìn kiểu như chốn đời quá. Ờ mấy bữa mà bó máu quen ông kia đó kìa. Những người quá vui lắm. Yêu đời lắm, sửa soạn luôn. Đúng là tình yêu ơi. Mà ví dụ như không có người yêu, có bạn bè thì nó cũng đã. Đây có không tiếp xúc với ơi mình biết rồi giờ. Em thấy giống là sữa với hạt chị em bạn bè luôn á. Không có. Không đi với tụi mình thì thôi chứ đi với điện thoại gì thuận làm gì chưa? Thế là Na gọi hỏi thuận gì chưa? Thằng Hà đó. Chị Hà đó, gọi hello á. Chị bé lên làm trước mẹ đi, thuận gì giờ? Đi làm. Nó là nó tranh thủ cái gì chứ. Lần rồi không có mở.
lấy xuống. Trùng với là mấy bữa có chị lo chi gồng. Chi gồng chim trong ngủ. Nhận con nhà không được. Ngủ bên kia hả? Rồi bữa nay sao hứng lên đủ nhau đi vậy? Tiệm nó vô những dưa dưa số đúng không? Ví dụ nhá trang nó cũng đi không nó chứ có chỗ lòm nữa. Chụp mới 10 phút sao mình thấy nó nhiều vậy nè. Cốc cái này thế.